Xin chào các mẹ đã đến với kênh bác sĩ sữa mẹ Anh Thi. Việc duy trì sữa mẹ lâu dài cho con là một điều mà mẹ nào cũng mong muốn. Chính vì vậy khi mà đi làm lại, các mẹ sẽ phải tìm hiểu xem coi làm thế nào để sữa mình sẽ không bị giảm. Chính vì vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề làm sao duy trì sữa mẹ khi mẹ đi làm trở lại. Đầu tiên là các mẹ cần phải tập cho bé bú bình. Chủ đề bú bình bác đã nói ở một vlog riêng. Bác sẽ để một cái đường link ở bên dưới để dành cho mẹ nào cần tìm hiểu sâu về cách tập bú bình thì các mẹ sẽ xem nha. Nhưng mà nguyên tắc chung chúng ta cần tập bú bình cho bé trước khi đi làm khoảng chừng 1 tháng là được. Và khi tập bú bình không ép, không làm bé sợ, không hù dọa, cũng không khiến cho bé khóc và sợ hãi cái bình. Điều thứ hai mà mẹ cần phải chuẩn bị đó là tập hút sữa. Thực ra không phải là mẹ nào cũng có thể hút sữa được một cách dễ dàng. Không phải là cứ đưa cái máy hút sữa vào trong ngực mình thì mình sẽ hút được ra sữa đâu nha các mẹ. Các mẹ sẽ phải biết cách kích thích làm sao để phản xạ xuống sữa tốt. Và thường là mất từ 1 đến 2 tuần để các mẹ có thể kiếm ra được cái cách làm sao mình kích thích được phản xạ xuống sữa. Mất 1-2 tuần này để các mẹ làm quen với máy hút sữa. Bác có làm một cái vlog nói về chủ đề là làm sao hút được cái lượng sữa mà nhiều chất béo, tức là làm sao hút được nhiều cái lượng sữa sâu, thì các mẹ có thể coi lại cái vlog này, vì trong vlog này bác có nói cái cách làm sao để mà mình kích thích được cái phản xạ xuống sữa tốt khi mà mình hút sữa. Vậy thì các mẹ có thể tập hút sữa trước khi đi làm đâu đó khoảng từ 1 tháng cho tới 1 tháng rưỡi. Cái việc mà tập hút này vừa giúp cho các mẹ làm quen với lại cái cách hút sữa hiệu quả trước khi mà mình thật sự đi làm. Việc tập hút sữa sớm nó sẽ giúp cho mẹ, một là vừa kích cho cái lượng sữa nó lên được một xí, cái thứ hai là để mình quen với lại cái máy, để mình không có bỡ ngỡ. Tại vì nhiều mẹ là tới khi đi làm mới lôi cái máy hút sữa ra hút, và khi mà mình thật sự là mình hút sữa ở cơ quan mà trước đó mình không hề luyện tập gì hết thì mình sẽ hút không hiệu quả được. Và lúc đó nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái lượng sữa và nó khiến cho lượng sữa của mẹ bị giảm một cách nhanh chóng khi mà quay trở lại đi làm. Ngoài ra là khi mà mình tập hút sữa như thế này, mình cũng sẽ có được một cái lượng sữa dư để mình có thể tập cho bé bú bình. Các mẹ sẽ hút sữa sau mỗi cử bú của con, chứ mình sẽ không hút sữa theo giờ nha các mẹ. Mình không có cần phải hút tất cả các cử bú của con đâu, mà cứ con bú xong mình sẽ hút sữa sau đó. Và mình chỉ cần hút đâu đó khoảng chừng 3 đến 4 cử một ngày để mà mình tập làm quen với máy mà thôi. Sau khoảng 2 tuần khi các mẹ đã bắt đầu quen với lại cái việc hút sữa rồi thì bắt đầu các mẹ sẽ suy nghĩ xem coi là cái lịch hút sữa của mình khi ở cơ quan nên như thế nào. Về nguyên tắc thì các mẹ cần hút sữa ở cơ quan mỗi 3 đến 4 tiếng. Việc để sữa trong ngực lâu quá 4 tiếng sẽ khiến cho cơ thể hiểu là em bé không cần sữa và cơ thể nó sẽ giảm sữa ha. Và nguyên tắc này chỉ đúng với các mẹ hút sữa thôi nha. Còn đối với các mẹ mà bú mẹ trực tiếp hoàn toàn á thì có khi một bên ngực tới khoảng 4 tiếng sau hoặc là 6 tiếng sau em bé mới bú lại thì cũng không có sao hết nha, vì cơ thể nó sẽ tự hiểu. Nhưng mà khi mà mình hút sữa đó thì các cái hormone nó sẽ tiết không có tốt như là em bé bú. Chính vì vậy mình sẽ phải hút gần hơn, mỗi 3-4 tiếng hút một lần. Một số mẹ khá là nhạy cảm, tức là đang hút cái lịch 3 tiếng một lần mà bây giờ giãn ra 4 tiếng, hút một lần là lập tức sữa giảm ngay. Thì những mẹ này khi mà đi làm phải duy trì ở cái lịch 3 tiếng hút một lần. Còn hầu hết các mẹ thì có thể dùng được cái lịch là 4 tiếng hút một lần. Và một số mẹ có thể giãn ra 5 tiếng hoặc 6 tiếng mới hút một lần mà sữa vẫn không hề bị giảm. Tuy nhiên là số mẹ này không nhiều nên mình sẽ không thể áp dụng chung cho tất cả các mẹ được. Như vậy thì nguyên tắc các mẹ nhớ ha, là cứ 3 tiếng hoặc 4 tiếng mình hút một lần ở cơ quan. Nếu trong trường hợp cái giờ hút của mình mà trùng với giờ họp ở cơ quan thì mình phải làm sao? Ví dụ 6 giờ mình hút ở nhà trước khi đi làm, xong rồi tới ở cơ quan á, thì mình hút đâu đó khoảng 10 giờ. Nhưng mà 10 giờ sẽ có một cái cuộc họp và mình sẽ không thể hút sữa được ở trong cái khung giờ đó. Vậy thì các mẹ có thể hút sữa sớm luôn, hút tầm đâu đó khoảng 9 giờ tới 9 giờ rưỡi. Chứ mình không cần phải đợi tới đúng 10 giờ mình mới hút sữa nha. Thà là mình hút sớm một tí,
Thì như vậy sẽ tránh được tắc tia là một, tránh được sảm sữa là hai. Còn nếu mà mình để tới sau khi hợp xong là có khi tới 11 giờ, 11 rưỡi, 12 giờ mới hút luôn á, thì mình sẽ bị trễ cử và mình sẽ dễ bị tắc tia, hoặc là sữa nó sẽ bị giảm sữa. Và tới cái cử và nếu như mà cái cử này mình hút hơi sớm thì cái cử sau mình có thể hút đúng giờ hoặc là có thể hút sớm hơn một tí. Mình sẽ linh động điều chỉnh để cho cái ngực mình nó không có bị giảm sữa và không bị tắc tia. Sau khi mà các mẹ đã suy nghĩ xong cái lịch hút sữa dự kiến sẽ áp dụng ở cơ quan, mình sẽ bắt đầu áp dụng thử ở nhà. Thì cái cách áp dụng là như thế này: những mẹ nào mà dự kiến là áp dụng là 3 tiếng hút một lần thì có thể áp dụng ngay cái lịch 3 tiếng hút một lần. Cứ tưởng tượng như là mình đang đi làm, mặc dù là mình ở nhà, và mình hút hoàn toàn cho bé bú mình hoàn toàn ở cái khung giờ mình đi làm luôn ha. Còn những mẹ nào mà dự kiến là mỗi 4 tiếng hút một lần thì bác khuyên là trong khoảng 2 đến 3 ngày đầu các mẹ cứ áp dụng cái lịch 3 tiếng một lần trước cái đã. Bởi vì nhiều khi là mình chưa có quen với cái chuyện mà cho bú bình 100% vào ban ngày á, nên mình sẽ hơi stress, hơi căng thẳng và có thể cái lượng sữa của mình hút ra nó không có được tốt cho lắm. Thì lúc này mẹ có thể áp dụng mỗi 3 tiếng hút một lần trước chừng 2 3 ngày, sau đó bắt đầu mà quen rồi là áp dụng cái lịch y chang như cái lịch đi làm luôn. Có một cái sự chuẩn bị đầy đủ, nó sẽ khiến cho tinh thần của người mẹ rất là thoải mái khi đi làm. Và điều đó nó sẽ góp phần cho mẹ đỡ stress trong công việc nữa. Và cũng góp phần luôn cho cái việc lại đỡ giảm sữa khi mà quay trở lại đi làm. Khi đi làm thì cái lượng sữa mình hút ngày hôm nay sẽ để dành để cho bé bú ngày hôm sau mình không có ở nhà. Mình sẽ theo cái nguyên tắc gối đầu như vậy. Điều này sẽ giúp cho bé bú được cái sữa tương đối tươi mới mà không có phải bú cái sữa đã đông. Có một cái kiến thức mà chúng ta cần phải biết, đó là sữa để ngăn mát hay sữa đã đông nó sẽ có cái mùi hơi khó chịu. Cái mùi này á là do khi mà em bé nó bú sữa mẹ, nó sẽ có một cái quá trình gọi là quá trình bẻ gãy các cái phân tử chất béo. Thì cái quá trình này nó sẽ khiến cho cái sữa nó sẽ có cái mùi hơi hăng hắc khó chịu. Quá trình này sẽ xảy ra khi mà sữa nó ở trong bụng con. Tuy nhiên khi mà mình hút sữa ra thì quá trình này lại xảy ra ở trong cái tủ lạnh. Nên cái việc mà sữa nó có cái mùi hăng hắc như vậy không có hại hay không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con cả. Chỉ có điều là cái mùi nó sẽ hơi khó chịu, một số bé chịu và một số bé không. Nếu trong trường hợp mà các bé không chịu cái mùi này thì mình sẽ tập dần cho các bé bằng cách là mình sẽ trộn cái sữa đã đông với lại cái sữa vừa mới vắt luôn, hoặc là cái sữa để trong tủ lạnh lâu lâu rồi với cái sữa mà mình mới vắt ra theo cái tỷ lệ 1:1. Nếu mà bé vẫn không hợp tác thì mình có thể tăng cái tỷ lệ sữa mới vắt lên nhiều hơn và tập dần cho bạn quen với lại cái mùi của cái sữa mà để trong tủ lạnh. Và các mẹ nên tập cho bé quen với cái mùi sữa để trong tủ lạnh càng sớm càng tốt nha. Vậy thì cái cách bảo quản vệ sinh dụng cụ hút sữa ở cơ quan như thế nào? Đầu tiên là các mẹ nên nhớ trước mỗi lần hút sữa chúng ta đều phải rửa tay cho sạch sẽ. Về việc bảo quản sữa, nếu ở trong cơ quan có tủ lạnh thì các mẹ có thể hút sữa xong và để vào trong tủ lạnh. Nhớ sắp xếp một cái khu vực trống, an toàn, không có lẫn thức ăn để có thể để sữa cho con. Nếu trong trường hợp hơi khó khăn một xí thì các mẹ có thể mua một cái hộp nhựa và có thể trụng nước sôi cho sạch sẽ. Xong sau đó mình hút sữa xong thì mình sẽ để những cái bịch sữa của mình trong cái hộp đó và đậy nắp lại. Như vậy nó cũng hạn chế được phần nào cái sự nhiễm khuẩn ở trong tủ lạnh. Còn nếu cơ quan của mẹ nào mà không có tủ lạnh thì các mẹ có thể mua một cái túi giữ nhiệt và có đá khô. Túi giữ nhiệt với đá khô này nó giống như một cái tủ lạnh mini nhỏ nhỏ vậy đó, có thể giữ nhiệt độ lạnh khoảng từ 8 tới 12 tiếng. Sau khi mình hút sữa xong, mình có thể bỏ sữa vào trong cái túi giữ nhiệt này. Còn về việc đảm bảo vệ sinh khi mà hút sữa cho con ở cơ quan thì các mẹ nhớ là không hút sữa ở trong toilet nha. Bởi vì mình sẽ không thể nào kiểm soát hết được ở những cái vị trí mà cái tay mình có thể đụng vào ở trong toilet.
Cho dù cái toilet có sạch cách mấy thì mình cũng không đảm bảo được cái chuyện đó. Như vậy thì nó sẽ tăng nguy cơ nhiễm khuẩn khi mà hút sữa cho con. Hút sữa ở cơ quan, ở văn phòng, các mẹ có thể mua thêm một cái áo gọi là cái áo trùm cho con bú á. Nó có khoét một cái lỗ ở đây nè, xong ở phía dưới này có nguyên tấm vải che lại, thì nó cũng giúp cho các mẹ kín đáo hơn trong cái quá trình mà mình hút sữa. Các mẹ có thể mua một cái bình đun siêu tốc để ở trong cơ quan của mình, để khi mình hút sữa xong, mình có thể nấu nước sôi và trụng lại toàn bộ tất cả những cái dụng cụ mà mình hút sữa. Và trước khi mình hút sữa, mình có thể đun nước sôi và trụng lại thêm một lần nữa. Ngoài ra trên thị trường bác có thấy bán một cái máy gọi là cái máy vừa là hâm sữa cho con, vừa nó vừa có cái nắp để đậy lại luôn để mà tiệt trùng bình sữa luôn. Dĩ nhiên là chỉ tiệt trùng được một bình thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho các mẹ có thể tiệt trùng được các cái dụng cụ hút sữa ở tại cái chỗ mình làm việc. Mặc dù là phải tiệt trùng từng món, nhưng mẹ nào kỹ làm được điều này thì rất là an tâm. Còn những mẹ nào mà hoàn toàn không có thời gian, phải tiết kiệm thời gian từng chút một trong cái chuyện hút sữa ở cơ quan, thì các mẹ có thể mua một cái hộp nhựa xong rồi trộn nước sôi. Sau khi mà mình hút sữa xong á, mình có thể để phễu những cái dụng cụ mà dính tới sữa đó, mình bỏ vô trong cái hộp đó và mình đút vào trong tủ lạnh. Tới cái cửa hút sau mình sẽ lấy ra mình hút tiếp. Và nếu như mà mẹ không thể sắp xếp được mỗi 3 đến 4 tiếng hút sữa một lần thì mẹ cần phải làm gì? Cách đầu tiên là các mẹ có thể bàn bạc với lại sếp của mình. Thường thì các mẹ sinh con nhỏ sau khi đi làm khoảng 1 năm đầu có thể về sớm hoặc là đi làm trễ 1 tiếng. Vậy thì mình có thể bàn với sếp là mình không cần 1 tiếng đi làm trễ hoặc là không cần về sớm 1 tiếng, mà mình sẽ đi làm đúng giờ luôn. Nhưng sếp cho mình 30 phút giữa buổi sáng và 30 phút giữa buổi chiều để mình có thể hoàn thành được cái việc hút sữa. Nếu trong trường hợp công việc của mình hoàn toàn không thể thực hiện được điều đó thì mình sẽ hút sữa mỗi 5 tiếng, 6 tiếng, nhưng mà mình sẽ chấp nhận là giảm sữa nha. Vậy thì để làm chậm lại cái tốc độ giảm sữa đó thì các mẹ có thể là vào toilet để vắt bỏ ở giữa buổi sáng và giữa buổi chiều. Vắt tay cũng được, vắt máy cầm tay cũng được. Làm sao mà để rút sữa ra khỏi ngực càng nhiều càng tốt, để cái tốc độ giảm sữa nó sẽ chậm lại. Vì mình cứ để sữa ứ trong đó là cơ thể nó sẽ giảm nhiều lắm. Còn nếu mình rút ra thì cơ thể sẽ hiểu để tái tạo tiếp cái lượng sữa mà mình vắt ra. Mặc dù là vắt ra ít thôi chứ không có thể nào mà vắt được trọn cữ. Còn nếu hoàn toàn không có thời gian để vắt những cái cữ nhỏ nhỏ ở giữa buổi sáng như giữa buổi chiều như vậy luôn á, thì mình sẽ chấp nhận giảm sữa nó tương đối là hơi nhanh ha. Thì lúc này các mẹ sẽ thấy là những mẹ nào còn cho con bú trực tiếp được, chiều về ôm cho con bú tới sáng hôm sau, thì mặc dù ban ngày sữa giảm nhưng mà chiều tối về là sữa vẫn có đủ cho con bú. Và điều này sẽ giúp cho mẹ duy trì được sữa mẹ rất là lâu dài, mặc dù là bằng 50% cái lượng sữa cung cấp cho con thôi. Có thể cho con bú được tới 3 tuổi, 4 tuổi luôn. Còn những mẹ nào mà hút sữa hoàn toàn mà ban ngày hầu như không hút được, hoặc là chỉ hút được có một lần thôi, hai lần thôi, thì cái lượng sữa nó sẽ giảm rất nhanh và mẹ có khả năng là mất sữa trong vòng khoảng từ 2 đến 3 tháng. Mặc dù là chiều về mình cũng cố gắng hút đó, nhưng mà ban ngày mình hút hỏng được bao nhiêu hết, cơ thể sẽ không hiểu để mà giữ sữa tốt. Và vì bé không có bú trực tiếp nên các cái lượng hormone tạo sữa, oxytocin, prolactin nó cũng sẽ không tốt như là một bé có bú mẹ trực tiếp vào chiều tối. Như vậy chúng ta vừa đi qua những điều cần lưu ý để giúp các mẹ có thể duy trì sữa khi đi làm trở lại. Ở vlog lần sau bác sẽ nói rõ cái lịch hút sữa cụ thể là như thế nào, các mẹ đón xem nha. Còn bây giờ bác xin chào tạm biệt các mẹ tại đây. Hẹn gặp lại các mẹ ở vlog lần sau.